Làng du lịch Hữu Liên nằm tại Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là một khu du lịch sinh thái đầy sức hút mà bất kỳ cuồng du lịch nào cũng muốn được một lần khám phá và trải nghiệm. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, văn hóa độc đáo và nét đẹp của người dân địa phương, thì làng du lịch văn hóa Hữu Liên đã trở thành một điểm đến say đắm lòng người. Dưới đây là danh sách các địa điểm tham quan hàng đầu tại khu du lịch Hữu Liên mà du khách không nên bỏ qua nha. Hãy cùng với Blog Travel Việt lưu ngay bây giờ nha. 1. Hồ Nong Dùng, Michigan. Thứ 2. Thảo Nguyên Đồng Lâm. Thứ 3. Đập Bác Mỏ. Thứ 4. Thác Khe Dầu. 5. Làng Văn hóa Du lịch Hữu Liên. 6. Bản Người Giao. Du lịch Hữu Liên có gì? Được mệnh danh là vùng đất sơn thủy hữu tình của xứ Lạng, khi sở hữu hệ sinh thái thiên nhiên vô cùng đa dạng và phong phú. Khi đến làng du lịch Hữu Liên, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thảo nguyên xanh rộng lớn, những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những khe suối, thác nước róc rách với tiếng nước chảy và những khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Và bên cạnh thiên nhiên hoang dã, du khách sẽ còn được tìm hiểu về đời sống văn hóa đặc biệt của đồng bào dân tộc thiểu số và tham gia vào những trải nghiệm vào lao động, sinh hoạt hàng ngày của họ. Chuyến du lịch Hữu Liên này hứa hẹn sẽ đem tới cho du khách rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau và đặc biệt là những phút giây thư giãn, nghỉ dưỡng bên cạnh gia đình và những người thân yêu của mình. Di chuyển tới Hữu Liên bằng cách nào? Cách Hà Nội khoảng 130 km để tới được làng du lịch Hữu Liên, các bạn có thể đi bằng ô tô hoặc là tự đi xe máy vì đường rất là dễ đi, chỉ mất khoảng từ 2 đến 3 tiếng tùy vào từng phương tiện. Nếu đi từ Hà Nội thì bạn chạy theo quốc lộ 1A hướng lên Bắc Giang, Lạng Sơn, rồi rẽ trái vào đường tỉnh 243 tại địa phận Đồng Tân, Hữu Lũng, sau đó tiếp tục đi thêm chừng 20 km nữa sẽ tới Hữu Liên. Hoặc nếu không thuộc đường, các bạn có thể tra cứu thông tin trên Google Maps nhé. Thứ nhất, Hồ Nong Dùng, Michigan. Hồ Nong Dùng là một trong những điểm tham quan hấp dẫn tại khu du lịch Hữu Liên, Hữu Lũng. Tọa độ xinh đẹp này được rất nhiều bạn trẻ check-in gần đây. Hồ Nong Dùng tuy không phải là một hồ nước quá lớn, tuy nhiên cảnh đẹp tại nơi đây thực sự rất là xịn sò, khiến ai đến một lần đều phải mê mẩn. Hồ nước này nằm giữa một thung lũng rộng lớn, bao quanh là đồng cỏ xanh tươi và những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Khi đến Hồ Nong Dùng vào mùa nào, du khách cũng đều cảm nhận được một bầu không khí trong lành, thư thái. Nước ở trong hồ thì xanh ngát, mặt nước thì bình yên, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng rất là tuyệt đẹp luôn nhé. Và bên cạnh đó, tại Hồ Nong Dùng còn có địa điểm cắm trại siêu xinh là Michigan để du khách có thể vui chơi và thư giãn. Michigan dựng lên những khu lều trại để phục vụ du khách lưu trú qua đêm với đầy đủ các tiện ích như là bếp, quầy bar, bàn ghế, khu vệ sinh. Ngoài ra, du khách có thể sử dụng các dịch vụ giải trí tại đây như là chèo thuyền kayak, câu cá, thả diều, cưỡi ngựa, bắn cung. Những điều này chắc chắn sẽ tạo ra những trải nghiệm thú vị cho du khách khi khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Hồ Nong Dùng. Thứ hai, Thảo Nguyên Đồng Lâm. Thảo Nguyên Đồng Lâm là một điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá khu du lịch sinh thái Hữu Liên. Được mệnh danh là Mông Cổ của Việt Nam, thảo nguyên này tọa độ lý tưởng cho những du khách mà yêu thích khám phá về cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình và một không gian yên bình. Khu vực thảo nguyên này sở hữu một diện tích rộng lớn gần 100 hecta với những dãy núi đá vôi hoang sơ, các cánh đồng cỏ xanh mướt, thảm thực vật thì phong phú, hồ nước trong xanh màu lục bích, thác nước cùng với những dòng suối thơ mộng uốn lượn trải qua. Khi đến với thảo nguyên Đồng Lâm xanh mát, du khách có cơ hội tham gia rất nhiều trải nghiệm thú vị ở xứ Lạng như là dạo bộ, đạp xe tại khu vực trảng cỏ rộng lớn, cắm trại và tổ chức các buổi dã ngoại hấp dẫn bên gia đình, leo núi khám phá các hang động huyền bí. Và bên cạnh đó, vì thảo nguyên Đồng Lâm vẫn nằm trong địa phận của người dân tộc Tày và Dao sinh sống,
cho nên du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những đàn ngựa của họ thong thả gặm cỏ ở trên các cánh đồng xanh. Ngựa ở đây đa phần là giống ngựa hoang dã thuần chủng, được người dân chăn thả và được huấn luyện cho du khách chụp ảnh, thuê xe ngựa tham quan. Và một lưu ý nhỏ là ở Thảo Nguyên không có sóng điện thoại, cho nên có thể bất tiện nếu du khách cần liên lạc hoặc là làm việc. Đập Bác Mỏ. Đập Bác Mỏ hay còn được gọi là đập tháp Bác Mỏ là một trong những địa điểm tham quan đẹp say đắm lòng người tại Hữu Liên. Nằm cách Thảo Nguyên Đồng Lâm khoảng 2 km, đập Bác Mỏ sở hữu một khung cảnh hoang sơ với dòng suối, hồ nước trong xanh. Đây chắc chắn là một địa điểm dành cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên để hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim ríu rít, ngắm đàn cá bơi lội dưới làn nước trong veo. Và đặc biệt, điểm nhấn của đập Bác Mỏ không thể kể đến là cây phù thê. Và đây vốn chỉ là một cây lá vối được người dân trồng lên, tuy nhiên lại rất là thu hút du khách khi đến đây. Bởi thân cây bị chia thành hai nhánh từ gốc, song chúng vẫn đan xen quấn chặt lấy nhau. Tán cây thì rộng, vươn ra giữa hồ như là đôi vợ chồng đang che chở cho những đàn con. 4. Thác Khe Dầu. Thác Khe Dầu là một viên ngọc quý nằm trong vùng kỳ vĩ của khu du lịch Hữu Liên, Hữu Lũng, nằm giữa dãy núi rậm rạp với một vẻ đẹp mê hoặc và màu nước thì trong xanh. Ngọn thác nổi tiếng này mang đến cho du khách cảm giác như đang bước vào tuyệt tình cốc ngỡ chỉ có trong phim ảnh. Cảnh quan tại thác Khe Dầu thì hài hòa và tự nhiên đến tuyệt vời. Nước từ hồ Mỏ Áng theo các khe núi đá vôi chảy xuống tạo thành ngọn thác này, tạo thành những dải nước trắng xóa đầy mê hoặc. Màu xanh trong của nước tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, hòa quyện với ánh nắng mặt trời, tạo ra một hiệu ứng ánh sáng đầy màu sắc và phép màu luôn nhé. Thác Khe Dầu cũng là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích trekking. Du khách có thể thực hiện một cuộc phiêu lưu thú vị, thử thách trên đường dẫn lên thác. Quãng đường trekking có thể đi theo hai cung đường với độ dài và độ khó khác nhau. Và với mỗi cung đường sẽ mất khoảng từ 1 cho đến 1,5 giờ. Thác Khe Dầu dù có nhiều rêu bám, tuy nhiên do địa chất đặc trưng là các khu nối đá vôi, mặt đá sần sùi, không trơn trượt. Một lưu ý là vào mùa mưa, đường đến thác Khe Dầu, những mỏm đá tai mèo khá là sắc nhọn và những loài cây có thể gây ngứa khi mà chạm vào. Do đó, du khách nên chuẩn bị những đồ thiết yếu như là đi giày, quần áo dài tay, v.v. Năm, làng văn hóa du lịch Hữu Liên. Làng sinh thái cộng đồng xã Hữu Liên là một điểm đến đặc biệt tại Hữu Lũng, Lạng Sơn mà du khách nên ghé thăm các bạn nhé. Làng sinh thái này thì nằm ở phía tây nam của tỉnh Lạng Sơn, được bao phủ bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Ở giữa là thung lũng, đồng ruộng và núi thấp. Không gian thì yên tĩnh và trong lành này tạo nên một bầu không khí thư giãn và bình yên, hoàn toàn khác biệt so với sự ồn ào náo nhiệt của thành thị. Xã Hữu Liên rộng khoảng 6.000 ha với rất nhiều dân tộc sinh sống chan hòa như là Tày, Nùng, Kinh, Dao và Mông, hình thành nên bản sắc văn hóa địa phương độc đáo và đa dạng. Du khách khi đến đây có cơ hội tiếp xúc và hòa mình vào cuộc sống hàng ngày của người dân, trò chuyện với họ, khám phá nét văn hóa, phong tục truyền thống độc đáo. Và đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ hơn về đời sống, công việc và niềm vui của những người dân tộc ít người ở địa phương. Ngoài ra thì làng văn hóa du lịch Hữu Liên cũng có các hoạt động và trò chơi truyền thống để du khách có thể tham gia như là múa sạp, đốt lửa trại. Và đây là cơ hội để du khách trải nghiệm trực tiếp về những hoạt động văn hóa và thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt của mình. Và bên cạnh đó, trong xã Hữu Liên thì có rất nhiều homestay để du khách có thể nghỉ ngơi. Những homestay này hầu hết đều là nếp nhà sàn rộng rãi, view thì nhìn thẳng ra cánh đồng lúa và những khu rừng già. Và đặc biệt, khi nghỉ tại những homestay này, du khách sẽ có cơ hội được sinh hoạt với người dân, cùng thưởng thức những món ăn như là ốc núi hấp, cá suối chiên giòn, gà đồi luộc,
thịt xiên nướng, vân vân, rất là hấp dẫn luôn nha. Một số những homestay độc đáo tại xã Hưu Liên có thể kể đến như sau: homestay Rừng Xanh, homestay Yến Nhi, homestay Bình Minh, homestay Ngọc Bích, homestay Nguyệt Nga, homestay Đồng Lâm, homestay Sơn Thủy, homestay Hương Bưởi, homestay Gia Bảo và homestay Thắng Liên. Sáu, bản Người Dao. Bản Người Dao thì nằm ngay ở trong trung tâm của khu du lịch sinh thái Hữu Liên. Đây là nơi cư trú của đông đảo dân tộc Dao từ hàng ngàn năm nay. Với nền văn hóa độc đáo và sở hữu một thiên nhiên đẹp tuyệt vời, nơi đây là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá cuộc sống lao động, sinh hoạt của dân tộc Dao. Người Dao ở đây cũng nổi tiếng với nghề thêu truyền thống tài tình của mình. Tại bản, du khách có thể tìm hiểu, tham gia vào quá trình thêu của người địa phương. Những tác phẩm thêu tinh tế và tỉ mỉ, mang đậm nét văn hóa của người dân tộc Dao sẽ khiến các bạn trầm trồ và ngưỡng mộ. 5. Lưu ý những đồ cần chuẩn bị khi đi du lịch Hữu Liên. Về trang phục, để đảm bảo thoải mái trong suốt chuyến đi, hãy lựa chọn những bộ trang phục thoải mái, thấm mồ hôi tốt, nên sử dụng những loại giày thể thao có độ ma sát tốt, tiện cho việc di chuyển khi khám phá các địa hình đa dạng của khu vực. Nón và kính mát. Với thảo nguyên rộng lớn và ánh nắng mạnh, việc mang theo nón và kính mát sẽ giúp bảo vệ làn da và mắt khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt tại đây. Điều này sẽ giúp du khách cảm thấy thoải mái và tận hưởng chuyến đi mà không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Kem chống nắng, kem chống côn trùng. Vì nằm ngay trong khu vực rừng núi với rất nhiều loại côn trùng như là muỗi, vắt, cho nên du khách hãy trang bị cho mình những lọ kem chống côn trùng để bảo vệ bản thân và gia đình của mình nhé. Đồ ăn nhẹ. Du khách có thể mang theo một chút nước uống hoặc là đồ ăn nhẹ để kịp thời nạp thêm năng lượng cho hành trình khám phá Hữu Liên của mình. Những món ăn nên thử khi đến với du lịch sinh thái Hữu Liên. Vịt quay, lợn quay. Đặc sản lợn quay Lạng Sơn và vịt quay Lạng Sơn đã trở thành một nét ẩm thực nổi tiếng mang hương vị đặc trưng riêng do được chế biến cùng với lá mắc mật. Vỏ ngoài màu vàng đồng giòn rụm và lớp mỡ hòa quyện, cắn miếng thịt ta sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt được tẩm ướp đậm đà với vị thơm của lá mắc mật. Khâu nhục. Khâu nhục là món ăn không thể không kể đến khi nhắc tới đặc sản của Lạng Sơn. Món ăn chế biến khá là cầu kỳ với các nguyên liệu là thịt ba chỉ ướp kỹ với các loại gia vị như là húng liu, ngũ vị hương, địa liền, mật ong, rượu. Đem hấp cách thủy cùng với khoai môn, lá tàu soi cho đến khi thịt chín, mềm nhừ. Nem nướng Hữu Lũng. Món ăn này không chỉ là món ăn truyền thống ngon miệng mà còn là biểu tượng ẩm thực đặc trưng của vùng đất Hữu Lũng, mang đến niềm tự hào cho người dân địa phương. Nem được làm từ thịt lợn và bì lợn thái nhỏ, đem trộn với thính và gói lại bằng lá chuối tươi. Sau khi thịt lên men thì được đem nướng ở trên bếp than cho hương vị thơm nồng khi nướng lên. Phở chua. Phở chua là món ngon được rất nhiều du khách yêu thích khi đến với Hữu Liên, Lạng Sơn bởi hương vị thì vô cùng hấp dẫn. Món phở này bao gồm có hai phần chính là phần khô và phần nước. Phần khô thì gồm có bánh phở dẻo, dai, xá xíu, dưa chuột, lạc rang, khoai lang chiên, hành khô, các loại rau thơm. Phần nước thì gồm có nước báng tỏi, giấm, đường. Hai phần được trộn đều với nhau cho hương vị thanh thanh, ngọt ngọt, ăn mà không cảm giác ngấy đâu nhá. Bánh ngải. Chiếc bánh mang màu xanh sẫm với nguyên liệu chính là lá của cây ngải cứu, vì vậy nó có rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như là điều hòa khí huyết, cầm máu, giúp lưu thông máu hay là an thai. Đây không chỉ là món ăn ngon mà còn là đặc sản của Lạng Sơn được rất nhiều du khách mua về làm quà cho người thân sau chuyến du lịch Đông Bắc đó nhá. Bánh cao sằng. Đây là món ăn từng nổi tiếng một thời ở Lạng Sơn và được người Hoa ưa chuộng. Những lát bánh hình chữ nhật trong suốt màu mật ong, mềm, dai xếp vào đĩa, phía trên thì rắc vừng, lạc thơm phức, bánh ăn kèm với nước chấm.
vị chua ngọt của giấm đường, cay nồng của ớt, vị đậm đà béo ngậy của lạc rang cùng với một cảm giác mềm dai nơi đầu lưỡi tạo nên sức hút khó cưỡng cho món ăn này. Măng ớt ngâm. Măng ớt ngâm là một món ăn đặc trưng mang trong đó hương vị độc đáo, thu hút sự quan tâm của du khách khi thưởng thức ẩm thực của Lạng Sơn. Măng ớt Lạng Sơn được chế biến từ loại măng mai hoặc là măng vầu, đem thái miếng, ngâm cùng với măng mật, ớt loại quả nhỏ và giấm, tạo ra một loại hương vị đặc biệt. Măng ớt ngâm có vị măng giòn, hòa quyện với vị chua nhẹ và hương vị cay nồng của ớt. Món ăn này thường được dùng như một món ăn nhắm hoặc là ăn kèm với bún, phở, rất đưa miệng luôn nha. Làng du lịch Hữu Liên, Hữu Lũng là một điểm đến du lịch hoàn hảo, nơi du khách có thể trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời và khám phá văn hóa độc đáo của người dân địa phương. Với danh sách những địa điểm tham quan say đắm lòng người cùng với những top những món ăn đặc sản mà Blog Travel Việt cung cấp trên đây, hy vọng du khách sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ và khám phá vẻ đẹp đầy mê hoặc của vùng đất Hữu Liên, Hữu Lũng này nha. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.